Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Thì này video 239 anh em. Một cây linh sam ghế nôm nè, linh sam trắng phát hồng ha. Cây này chuẩn bị ra hoa nè. Đó. Ghế nôm ha anh em. Cây này ghế dài từ đây cho tới đây là 60 ha anh em. Ghế dài 60 nè, anh em so sánh kích cỡ với cái tay giúp em ha. Cái cổ ngọn nó thì to hơn ngón tay cái ha. Mấy cái loại này á thì nói chung là thấy nó dị á, nhưng mà nó già lắm anh em, trồng 4-5 năm rồi đó mới được dị á, tại cái thân á mình làm từ rễ mà, vậy nó chậm lớn hơn mấy cái loại kia ha. Đó, cái này không có chậu ha, tại em bỏ lên chậu ướng cho anh em xem gì đó. Linh sam trắng phớt hồng rễ nôm, cây này em xin giao lưu với anh em giá 600k em bao ship ha, 600k này vậy anh em đánh cái càng gờ cái tàn gơi xuống như vậy nè. Đó. Này dựng lên làm ngọn ha, đánh cành gơi xuống ha anh em. Không thôi mình quặt xuống mình nằm ngã cũng được, ủa mình làm đổ cũng được ha. Cây khá già luôn, già trắng cây luôn rồi nè. Đó, trong video á thì anh em không có thấy được mấy cái đường co lắc lượng của nó đâu. Ở ngoài á thì mình nhìn thấy nó đẹp hơn ha. Đó. Cây này dáng nghệ thật lắm ha anh em. Rồi anh em mà thích thì liên hệ cho em ha, 600k bao ship.